Nam mô ta sa ba ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa ba ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa ba ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu ta. Tâm thiên vẫn nhậm ngồi khẩn khoản, vẫn nhậm lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm ơn vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn. Samanta chakawa le su atra ganchan tu de wata santhamang munira cha sa sunan tu sang ga mong kharang thamma suwana kalo ayam padanta Thamma sawana kalo ayam padanta. Thamma sawana kalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imina sakkarena buddhanca dhammanca sanghanca abhibhujayami. Tôi xin thành kính cúng dường Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường tam bảo, kính dâng phần phước này đến chư đại đức tăng và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ hồng ân của Tam Bảo hay hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, sa thú, lành thay. Chiều hôm nay là chiều ngày 30 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch năm Giáp Ngọ Phật lịch 2557, theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thuyết giảng thứ 12 trong khóa thiền tứ niệm xứ được tổ chức tại Thiền viện Hoa Lâm 13071 đường Brockhead ở Gạch Đền Rô, Nam Cali, Hoa Kỳ. Thời pháp chiều hôm nay là thời pháp thứ 15, sư sinh thuyết giảng với đề tài cách đoạn trừ thân kiến. Thân kiến thì hầu như những người nào có học hỏi về Phật Pháp, có tu tập về Phật Pháp, có nghiên cứu về Phật Pháp đều nghe được cái từ thân kiến. Vì thân kiến nó là một
trong 10 loại kiết sử mà người nào muốn tu thành thánh phải đoạn trừ. Bởi vì bậc thánh dự lưu tu đạo quần phải đoạn trừ 3 kiết sử đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Và khi mà đã đoạn trừ được thân kiến, đã chứng đắc dự lưu tu đạo quần, thì người đó hay bậc thánh đó sẽ tuần tự đắc chứng tiếp tục Nhất Lai, Tư Đà Hàm, Bất Lai, A Na Hàm và ưng cúng quả A La Hán. Nhất định người đó sẽ được giác ngộ trong hiện tại hoặc tương lai tùy theo ba la mật của vị đó. Vậy thân kiến là gì và tại sao mà chúng ta phải đoạn trừ nó? Nói về thân kiến thì nếu chúng ta định thành nghĩa theo từ ngữ sakkaya diṭṭhi, được dịch là thân kiến. Diṭṭhi dịch là kiến là chúng ta hiểu rồi, nhưng mà sakkaya nếu mà dịch là thân kiến thì nó còn thiếu sót, bởi nó chưa có chữ sắc và chữ kaya. Kaya dịch là thân, nhưng mà có thêm cái chữ sắc ở đằng trước, đó là cách hợp từ sanh thí của Pali. Mà chữ xá này đôi khi người ta dịch là hữu thân, đôi khi người ta dịch là tự thân, tức là chữ xá đó thì dịch là hữu thân kiến. Nhưng mà cái chữ xá đó nó có nghĩa là xá văn, tức là cái thân của mình. Mà thân của mình đây tức là bao gồm cả sắc thân và danh thân, tức là phần về vật chất và phần về tinh thần. Chúng ta phải hiểu cái từ ngữ thân kiến trước, rồi chúng ta mới tính đến cái chuyện đoạn trừ sau. Đối với người muốn thành thánh á, cần phải hiểu rõ về thân kiến, biết rõ về thân kiến, để chúng ta tìm cách đoạn trừ nó. Bởi không đoạn trừ nó thì chúng ta không có cơ hội nào để trở thành bậc thánh nhân cả. Và nếu mà chúng ta cho cái ví dụ bao nhiêu cái bậc tu hành, dù ở bên ngoài Phật giáo, giống như những sa môn và la môn nào đó tu tập, sở dĩ còn phải sanh tử luân hồi là vì không hay là chưa có đoạn trừ được thân kiến. Kể cả những người tu tập Phật giáo, tuy rằng biết, hiểu chung chung về cái thân kiến tu tập, cũng không thể đoạn trừ nó. Ngày xưa thì đối bậc thánh, có Đức Phật, có bậc thánh giảng giải và ba la mật họ nhiều, họ có thể hiểu một cách dễ dàng để họ tu tiến. Nhưng mà ngày hôm nay cách Phật lâu xa thì nói cái danh từ thân kiến thôi chúng ta cũng chưa hiểu rõ thân kiến là gì, và để chúng ta đoạn trừ nó. Như quý vị cũng đã biết rằng có những sa môn bà la môn đắc tứ thiền, bát định, ngũ thông mà cuối cùng cũng phải sanh tử luân hồi và thậm chí còn phải sa đọa là vì chưa đoạn trừ được cái thân kiến. Và kể cả trong Phật giáo, giống như Đề Bà Đa Đa. Đề Bà Đa khi vào tu trong Phật giáo, thọ trì 13 pháp độ đà, giới hạnh rất là đặc biệt, rất là tốt. Và nhờ đó, tu tập đắc được tứ thiền, bát định, ngũ thông. Nhưng mà vì chưa đoạn trừ được thân kiến, nên cuối cùng bị cái thân kiến làm hại để tham danh, tham lợi. Và tham danh tham lợi đó rồi muốn nghĩa là xoắn ngôi giáo chủ, muốn giết hại Đức Phật để đoạt cái địa vị giáo chủ, thì cũng vì cái thân kiến đó mà Đề Bạt Đa Đa cuối cùng mất cả tứ thiền, bát định, ngũ thông, rồi phải bị đất nước rút và đọa xuống địa ngục cũng vì thân kiến. Chúng ta có thể mượn cái cách tu tập đoạn trừ thân kiến này, chúng ta so sánh giống như cái phim ở đài. Chúng ta có thể mượn cái phim bao công cũng được, để chúng ta hỏi cái lý, chúng ta nắm được cái lý đó, rồi chúng ta mới bắt đầu tu tập. Thì trong phim đó chúng ta thấy hai cái thế lực chánh tà. Thế lực chánh đại biểu là bao công và triển chiêu. Thế lực tà thì có thể là bàn thái sư hoặc là dương gia, luôn luôn lúc nào cũng âm mưu xoán ngôi để lên làm vua.
Nhưng mà sở dĩ Bàn Thái Sư hay là Dương Gia mà có thế lực là nhờ ai? Chính là nhờ tay đại sát thủ. Và cái đại sát thủ đó biết là cái người đó võ công rất là cao siêu. Ngoài vấn đề mà có được đồ chúng tùy tùng đông đảo, bản thân mình cũng có võ nghệ rất là cao siêu. Hầu như tất cả các cao thủ ở đời, khi mà Bàn Thái Sư muốn triệt, muốn hại, muốn giết, đều phải thúc thủ trước cái tay đại sát thủ này. Điều ấy như thế nào đó, đại sát thủ đó, chúng ta cho ví dụ, nó chính là cái thần kiếm. Cho dù cái hành giả tu tập có đức độ giống như là Bảo Công và có tài năng, tài nghệ cao siêu giống như Triển Chiêu, nhưng mà nếu không tu tập đến nơi đến chốn thì coi chừng cuối cùng cũng có thể bị hại hay chết vì cái tay sát thủ đó. Tài nghệ như Triển Chiêu đó mà đấu, nhiều khi đấu còn không lại đối những đại sát thủ, nhưng mà cuối cùng nếu mà vẫn giữ cái cương vị mà chính nghĩa luôn lúc nào cũng thắng nhau ta, thì đối với hành giả nào cũng vậy, quyết chí mà tu tập thì từ từ đó cái mới có đủ cái sức có thể là giết được sát thủ. Mà giết được sát thủ thì đồng nghĩa Dương Gia mới chết và Bàn Thái Sư chết. Còn nếu mà không giết được đại sát thủ đó, dù cho giờ nghĩa là Lâu La bộ hạ đàn em chúng ta có giết bao nhiêu đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải chết bởi đại sát thủ nó chưa chết. Cũng giống như mà hành giả tu tập có giới hạnh, có thể ngăn chặn cái tham sân si từ nơi cái phá hoại giới hạnh, có giới hạnh rất là tốt, chặn được tham si, tức là diệt mấy cái thằng sát thủ bất thiện. Sát thủ tượng trưng cho những người bất thiện. Và cho dù hành giả đắc được tứ thiền bát định ngũ thông, đoạn trừ được năm tri khác, thì cũng như là cái tay mà đàn em nghĩa là đắc lực của đại sát thủ đó, nhưng mà thằng đại sát thủ nó còn ẩn thằng đó, tức là cái thằng kia thanh kiếm nó còn ẩn thằng đó, thì cho dù đắc tứ thiền bát định ngũ không ngũ thông, cho dù đại tướng đi nữa, đại quan đi nữa, cuối cùng cũng phải chết vì cái tay sát thủ này. Còn Bàn Thái Sư hay là Vương Gia thì đó là ám chỉ cho vô minh. Nếu mà đoạn trừ được thân kiến rồi thì vô minh trước sau cũng chết. Còn nếu mà thân kiến mà chưa đoạn trừ thì vô minh vẫn còn hoành hành đó. Thì cho dù người đó có trí tuệ tu tập theo cái hạnh chân tu về giới, chân tu về định, cuối cùng cũng phải chết thôi. Nó thì giống như Triển Chiêu thì đại biểu cho cái trí tuệ. Còn nghĩa là Bao Công thì chúng ta có thể hiểu theo cái tài năng hay cái đạo đức cũng được. Đó là chúng ta hiểu một cái đại khái đó là chúng ta mới áp dụng vô cho con đường tu tập chúng ta. Thì đối với tất cả hành giả nào cũng vậy, phải biết được cái thằng sát thủ đó, phải phát hiện nó ra. Bởi nhiều khi nó đứng ở cơm bơ bên mình mà chúng ta không hề biết, mà tới chừng nó ra tay, nó ám hại ra ta, thậm chí nghĩa là nó có thể giết ta trước mặt nó, thì chúng ta chịu thua. Đó là vì thần kiến nó phá hoại tất cả cái giới hạnh, tất cả hoài cái thiền định, tất cả cái thần thông, và cuối cùng cũng phải xa đó. Do đó đó thì chúng ta phải hiểu được cái thần kiến thì chúng ta mới tu tập. Vậy thì thần kiến như thế nào? Chúng ta trước hết chúng ta nghe Đức Phật dạy trước rồi. Nếu chúng ta muốn thành thánh mà chúng ta chưa hiểu thần kiến, mà chưa hiểu lời Phật dạy thì còn lâu mới thành thánh. Nếu giả sử chúng ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi trong đời này thì chúng ta cần phải hiểu về cái thần kiến để chúng ta đoạn trừ. Bây giờ dựa theo cái bài kinh thứ nhất, gọi là bài kinh Sắc Ca Giá, bài kinh Hữu Thân, nằm trong Tư Bộ Kinh. Đức Phật thuyết giảng ở tại thành Sa Quốc Thi. Bài pháp ấy như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi về hữu thân. Hữu thân tập khởi, hữu thân đoạn diệt, và con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là hữu thân? Phải trả lời rằng chính là năm thủ uẩn. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, đây gọi là hữu thân. Và này các tỳ kheo, thế nào là hữu thân tập khởi? Chính là khác ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
Này các tỳ kheo, đây gọi là hữu thân tập khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là hữu thân đoạn diệt? Chính là sự ly tham đoạn diệt, không còn dư tàn các ai ấy. Sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự thoát ly chấp trước. Này các tỳ kheo, đây gọi là hữu thân đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt? Chính là thánh đạo tâm ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. Thì trước hết thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật thuyết này là thuyết theo cái cách, thuyết theo cái định lý tứ đế. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật không nói cái cách đó, mà Đức Phật nói về đây là hữu thân. Bởi chỉ sắc cai giá là hữu thân. Mà nếu chúng ta dịch nghĩa là ngắn gọn thì cái thân, còn dịch cho rõ nghĩa thì chúng ta gọi là tự thân. Đó. Thì Đức Phật nói rằng nghĩa là hữu thân hay là tự thân chính là năm thủ quận. Tự thân tập khởi, tự thân đoạn diệt, và con đường đưa đến tự thân đoạn diệt. Thì chúng ta hiểu về cái thân trước, rồi Đức Phật mới thuyết giảng rộng rãi cho chúng ta nghe sau. Rồi bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái cách mà thuyết giảng thiện xảo, tùy theo cái đối tượng và tùy theo pháp môn và tùy theo cái giai đoạn đầu thuyết. Nói cách khác hơn bốn cái phương diện này, nếu nói về hữu thân thì đó là Đức Phật nói thế nào là hữu thân hay thế nào là tự thân, chính là năm thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Đó được gọi hữu thân. Thì cái này chúng ta nhớ lại trong cái bài pháp về tứ đế, thì Đức Phật nói đây là khổ đế. Thì khổ đế là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, quán tầng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu vãng là khổ, và cuối cùng ngũ thủ quẩn khổ. Thì đây là Đức Phật nói về cái ngũ thủ quẩn này, chính là Đức Phật nói về cái khổ đế. Thì do đó cái nhân sanh khổ đế. Thì chúng ta gọi là nhân sanh ra cái khổ đó, thì ở đây Đức Phật không cần nói vậy. Nói cái gốc mà để sanh ra cái khổ đế đó chính là cái ngũ thủ quẩn. Thì Đức Phật mới nói gọi là cái tự thân tập khởi. Cái tại sao mà có được cái tự thân này? Có thân trước rồi đã, rồi mới nói chuyện thân kiến sau. Đó là chính do khác ai. Khác ai chính là tập đế, ai dục chính là tập đế. Rồi cũng vậy, Đức Phật mới thuyết giảng về cái tự thân đoạn diệt. Cái chữ tự thân đoạn diệt gì? Tức là chính về là cái niết bàn. Đó là nơi đoạn diệt tất cả cái sự khổ. Và cái phương pháp nào để đưa đến để đoạn trừ cái tự thân đây, để đoạn trừ cái tập đế đây, chính là thánh đạo tâm ngành, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái con đường đưa đến hữu thân đoạn diệt. Chúng ta hiểu trước hết là hiểu về cái thân, rồi bây giờ cái thân kiến. Cũng Đức Phật thuyết cũng ở tại thành Sa Bố Thi. Bài pháp này gọi bài pháp con đường, cũng nằm trong tương ưng bộ kinh, phần này là tương ưng quẩn. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi con đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Tức là chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta phải biết cái thân kiến nó sanh khởi ra sao, và cái sự diệt cái thân kiến hay là cái con đường mà thân kiến đoạn diệt, diệt thân kiến ra sao. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi? Ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu. Thì chúng ta phải hiểu cái từ ngữ phàm, vô văn phàm phu. Cái vô văn tức là vô là không, văn là nghe, tức là cái phàm phu là cái người phàm, không phải bậc thánh. Thì cái hạng phàm không nghe, tức là không nghe về Phật pháp. Giống như cái người bên ngoài Phật pháp, người ta đâu có nghe, đâu có biết gì đâu. Đó gọi là phàm phu vô văn. Bởi vì phàm phu này có phàm phu đa văn. Phàm phu đa văn là gì? Tức là cái đệ tử của Đức Phật có nghe nhiều Phật pháp, được gọi là đa văn. Còn không nghe Phật pháp gọi là vô văn. Không thấy rõ các bậc thánh. Tức là không có thấy, là không biết, không hiểu về cái bậc thánh. Bậc thánh đây là đâu? Chỉ nếu mà bậc thánh tối cao đại thánh, tức là chỉ cho Đức Phật. Còn không bậc thánh thì chỉ bậc A-la-hán cũng được. Không thuần thục pháp của bậc thánh. Tức là không được học hỏi, không được hiểu biết về cái Phật pháp, tức là không biết được cái pháp của bậc thánh. Và không tu tập pháp của bậc thánh. Mình không biết lấy gì mình tu. Thì họ đời họ đâu có cần học Phật pháp, mà đâu cần tu Phật pháp. Họ không cần biết Phật, nghĩa là Phật pháp là gì. Không phải. Không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp của bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc chân nhân. Thì ở đây có thể nói chỉ cái bậc thánh là chỉ cho Đức Phật. Còn bậc chân nhân này tức là chỉ cho các hàng đệ tử của ngài. Hoặc có thể bậc thánh kia là chỉ cho các bậc A-la-hán. Và bậc chân nhân này tức là cái phàm phu, nghĩa là nói cách khác hơn là bậc hữu học,
gồm có phàm phu và cái bậc thánh. Bây giờ chúng ta học, bây giờ chúng ta học cái ai? Bây giờ Đức Phật chúng ta không học được Đức Phật, mà không học được bậc thánh nào hết, thì chúng ta là học với cái bậc hữu học, tức là gồm có chư tăng hay là có các Phật tử nói chung vậy. Vì do không thấy hay không biết, không hiểu và cũng không có học hỏi và cũng như là không có tu tập, thì đương nhiên là sao? Quán sát như là tự ngã. Quán sát tức là xem sắc, như là tự ngã tức là như là ta, xem sắc là ta, hay là tự ngã như là có sắc, tức là hay là ta có sắc, hay sắc ở trong tự ngã tức là sắc ở trong ta, hay ta ở trong sắc. Quán thọ cũng vậy, quán tưởng cũng vậy, quán hành cũng vậy. Quán thức như là tự ngã, hay là tự ngã như là có thức, hay thức trong tự ngã, hay tự ngã trong thức, là chúng ta hiểu quán thức tức là xem thức là ta, hay là ta có thức, hay thức ở trong ta, hay ta ở trong thức. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập hợp, tức là do cái nhận thức đó, do cái hiểu biết đó thì nó sanh ra cái thân kiến. Là bởi sao? Là bởi chúng ta sanh ra cái thấy được đây là có ta rồi, thì đương nhiên thân kiến, thì đương nhiên chúng ta sẽ sanh ra cái kiến thủ hay một cái số tài kiến khác. Nó là đầu mối của tất cả những cái loại tài kiến, do đó mà đoạn trừ nó tức là đoạn trừ nghĩa là tất cả các tài kiến. Đó là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Này các tỳ kheo, con đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là cái sự quán sát hay cái nhìn, cái xem, cái thấy, cái hiểu biết đưa đến khổ tập khởi. Thân kiến tập khởi đồng nghĩa là khổ tập khởi. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt? Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, vị đa văn tức là chúng ta biết nghe nhiều đọc trong nhiều pháp, mà đây là thánh đệ tử của bậc thánh, đệ tử của bậc thánh tức là đệ tử của Đức Phật hay đệ tử của Tam Bảo cũng được. Thấy rõ các bậc thánh tức là mình biết được thế nào là Phật, Phật là bậc giác ngộ hay biết hiểu như thế đó, thì thuần thục pháp của bậc thánh, tức là học hỏi được cái pháp bậc thánh, biết được cái pháp tu từ giới, từ định, từ tuệ để mát thành bậc thánh, nên tu tập pháp các bậc thánh, tu tập theo lời bậc thánh dạy, thấy rõ các bậc chân nhân, thuần thục pháp của bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sát như là tự ngã, tức là không xem sắc là ta, hay là không quán tự ngã như là có sắc, tức là không xem ta nó có sắc, hay là không quán sắc ở trong tự ngã, tức là không xem sắc ở trong ta, hay là không quán tự ngã ở trong sắc, tức là không xem ta ở trong sắc, không quán thọ cũng như trên, không quán tưởng cũng như trên, không quán cái hành cũng như trên, không quán thức như là tự ngã, tức là không xem thức là ta, hay không quán tự ngã như là có thức, tức là không xem ta có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, tức là không xem thức ở trong ta, hay không quán tự ngã ở trong thức, tức là không xem ta ở trong thức. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt có nghĩa là sự quán sát, sự xem xét, sự nhận thức, sự hiểu biết đưa đến sự khổ đoạn diệt. Đó là hai bài kinh này đều nằm trong tư một kinh về phần về cái tư ưng vững chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta nghe được cái bài kinh hữu thân hay bài kinh đoạn diệt thân kiến, chúng ta hiểu được cái gì? Nếu mà chúng ta không hiểu được cái gì thì chuyện mà tu thành thánh là chúng ta còn lâu còn xa. Lời Phật dạy đó, chỉ có cái người học hỏi cao mới hiểu biết được cái lời Đức Phật dạy. Và lời Đức Phật dạy có điều đặc điểm như thế này: cái người nghe xong mà nếu đủ ba la mật, đó là cái giống trí tuệ, nghĩa là tiềm tàng nó sẵn có thể đắc chứng đạo quả. Còn ngày hôm nay chúng ta nghe hoài, nghe tới nghe luôn, nghe xuôi nghe ngược, quý vị có thể thâu băng lại cái bài văn này, đây là chánh tạng Đức Phật thuyết, nghe tới nghe lôi coi, thì nếu mà trí quý vị mà không sanh được thì quý vị cái con đường mà đắc chứng đạo quả, tức là đoạn trừ thân kiến này, nó còn xa xôi dữ dội. Vậy thì phải hiểu thân kiến như thế nào để chúng ta dễ dàng tu tập đây. Thì bây giờ lấy cái phần mà phân tích thân kiến. Thân kiến đó tức là muốn nói có cái sự thấy về thân, tức là thấy về cái ta, thì đó thấy về ta thì chúng ta thấy năm quẩn dân cho bốn cách ta, thì thành ra 20 cái loại thân kiến. Thì đó đều là cái tà kiến. Tà là sai, kiến là thấy, tức là cái sự thấy sai. Mà sự thấy sai thì cũng có nghĩa là hiểu biết sai. Hiểu biết sai này đó thì Hòa Thượng thực sự gọi là nhận lầm. Nhận lầm với sắc quẩn có bốn cách. Một là nhận thấy sắc quẩn là ta,
À, cái từ ngã và ta thì tùy theo danh từ tiếng Tàu gọi là từ ngã, tiếng Việt Nam mà nói dễ hiểu nó ta đủ rồi. Như nói lúc này tôi mập nè, tôi ốm, tôi lên ký, tôi xuống ký nè. Thì trong kinh Phật ví như cái ngọn lửa và ánh sáng. Đó, thì cái ngọn lửa và ánh sáng, có ngọn lửa thì đương nhiên có ánh sáng. Ánh sáng với ngọn lửa nó liên hệ nhau, thì do đó mình nói rằng những thấy sắc quẩn là ta. À, thì đó là thấy, nghĩa là giống như mà thấy cái ngọn lửa, à, thấy ánh sáng đó, mà chúng ta tưởng là ngọn lửa, hay ngọn lửa là ánh sáng, hai cái liên hệ nhau. Cái điều thứ hai, nhận thấy ta có sắc quẩn, như nhận thấy tôi đây có xương, có gân thịt, da lớn nhỏ, thô miệng vân vân, giống như cái cây nó có hình bóng. Thì thấy thì có cái cây thì đương nhiên nó phải có cái bóng. À, cái ba là nhận thấy sắc quẩn ở trong ta, như là tôi làm chủ thân này được trọn quyền sai khiến và hành động theo ý muốn, như đi đứng nằm ngồi muốn lượng chẳng hạn, ví như cái mùi hương ở trong bông hoa. Cái điều thứ tư là nhận thấy ta có trong sắc quẩn, như nhận thấy nói rằng tôi nương thân này sống đời làm việc, ví như hòn ngọc ở trong hộp. Đó là bốn cách mà nhận thấy sắc quẩn là ta, ta có sắc quẩn trong ta và ta trong sắc quẩn. Rồi nhận làm thọ, cái sắc thì chúng ta hiểu rồi, hoặc nếu chưa hiểu thì chúng ta cũng có thể học hỏi thêm. Trước mắt á, về sắc á, thì thông thường người ta chỉ hiểu là cái gì con mắt thấy, những hình thức nào mà con mắt thấy. Đó, giống như giờ chúng ta nhìn chung quanh là thấy sắc, thì chúng ta mới hiểu được cái càng cận và cái cảnh sắc thôi, cái hình sắc thôi. Nhưng mà thật ra cái sắc trong Phật giáo định nghĩa là tất cả những cái gì thuộc về phương diện vật chất. À, cái tiếng mà chúng ta nghe nó cũng kể là sắc, cái mùi chúng ta ngửi cái đó cũng kể là sắc, cái lưỡi chúng ta nếm vị cũng gọi là sắc, cái thân chúng ta xúc chạm nóng lạnh cứng mềm nó cũng gọi là sắc. Thì sắc nó bao gồm cả năm căn năm cảnh như thời giờ thời đó. Thì cái này đó ta thì chúng ta có thể cho một cái thí dụ khác, giống như bây giờ đó, cái sắc pháp ấy, thì những gì ta thấy không nói chi, mà kể cái điện lực đi, cái nguồn điện ta đâu thấy đâu, nhưng mà nếu kể ra nó cũng là cái sắc pháp, nhưng mà danh từ nó gọi sắc pháp, nó gọi là vật chất. Thì chúng ta hiểu đó là cái phần sắc pháp, tức là cái phần vật chất. À, chính vì cái chỗ đó thì chúng ta có thể hiểu được, nghĩa là cái gì chúng ta thấy, nghe, ngửi được thì cái đó đều là vật chất hết. Vật chất đó thì nếu nói theo khoa học thêm là vật chất là năng lượng, năng lượng vật chất, thì cái đó, cái chuyện cái lý đó chúng ta cũng không cần tìm hiểu cái đó, mà chúng ta biết là vật chất. Để chúng ta hiểu biết tới cái phần thứ hai, cái đó là sắc pháp. Cái thứ hai là phần danh pháp. Danh pháp có bốn phần: thọ, tưởng, hành, thức. Thì thọ là gì? Chúng ta hiểu biết cái thọ trước cái đã. Thọ tức là cảm giác. Nói theo khoa học gì đó, cảm giác gì? Cảm giác vui, cảm giác buồn và cảm giác không vui không buồn. Chúng ta hiểu có ba cái cảm giác này đủ rồi. Còn nếu học sâu sắc thì chúng ta phân tích thêm, nghĩa là năm loại: cảm giác của thân, cảm giác của tâm. Thì thân thì có khổ có lạc, tâm thì có ưu có hỷ và có xả, không vậy? Thì chúng ta thọ quẩn, cái chữ quẩn này chúng ta phải hiểu thêm nữa. Sắc quẩn, quẩn là cái nhốt. Mà tiếng Hán thì xài cho cái quẩn này cho cái nhốt, xài chữ khanh thác, nó không xài chữ quắc gá, hay chữ săn khác, hay xài những cái từ ngữ khác. Đó, do đó chúng ta phải hiểu rằng cái chữ quẩn này là nhóm, do đó sắc quẩn là nhóm sắc. Mà sau này có nhiều người ta dịch là giống như sắc ấm hay ngũ ấm, thì cái ấm đó người ta dịch nó lệch ra ngoài cái Phật giáo rồi. Cái chữ khanh thá nó có quẩn là đống và nhóm là tụ thôi. Do đó là sắc quẩn tức là cái nhóm sắc, tức là nó kể không phải một nó mà nó nhiều loại thứ. Giống như là sắc nó gồm có gì, đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng nhà nhãn nhĩ thì thân nó nhiều lắm, thì gom lại một cái nhóm đó là cái nhóm sắc, rồi sắc quẩn. Về thọ quẩn của vậy, nó không phải là một thọ, nó có nhiều thọ. Chẳng hạn như chúng ta kể ba thọ, hoặc là kể năm thọ, hoặc là kể sáu thọ, hay là kể thọ quá khứ hiện tại vị lai, chúng ta coi nhân trong bên trong bên ngoài ra thành nghĩa là 108 thọ chẳng hạn, đó là gọi là cái nhóm thọ. Thì bất cứ loại một thọ nào đó, thì cũng như bất cứ loại sắc nào đó, thì như cái loại thọ này chúng ta nhận thấy thọ quẩn là ta. Thì thọ quẩn nó như chấp tôi đau nè, tôi sướng nè, tôi buồn nè, tôi vui nè, hoặc gặp những trường hợp như vậy tôi vẫn bình thường thẳng nhiên. Thì chúng ta hiểu biết rằng nếu nó tôi đau tức là chấp cái thân thức thọ khổ, mà nói tôi sướng tức là chấp về cái thân thức thọ lạc, mà nói tôi buồn là chấp về cái tâm đó là thọ ưu, mà nếu mà tôi vui thì chấp về cái tâm thọ hỷ, mà nếu về cái trạng thái tôi vẫn bình thường thản nhiên thọ lâu là chấp về tâm thọ xả, đó chấp cái thọ là ta. Thì cũng vậy, nhận thấy ta có thọ quẩn thì đương nhiên nói là tôi có cái đau, hay là tôi có cái sướng, tôi có cái buồn, tôi có cái vui, hoặc là tôi không có vui có buồn, thì đó là muốn nói là ta có thọ quẩn. Còn nhận thấy thọ quẩn ở trong ta, như là nói rằng trong đời này nó vẫn chất chứa đủ các sự khổ, sự sướng, hãy có tâm thì phải sẵn có sự vui buồn, hãy thẳng như bình thường chứ không bao giờ không.
Nói cách khác hơn, chúng ta nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta có cái thân này, thì thân này chúng ta sẽ có cái vui có buồn, hay có không vui cũng buồn, có đau có sướng, thì đó là tùy theo cái năm cái thọ đó mà chúng ta thấy thọ quẩn trong ta. Cái điều thứ tư là nhận thấy ta có trong thọ quẩn. Như chấp nói là tôi phải chịu đủ cái sự đau khổ, sung sướng, vui buồn, cũng có khi được bình thường rất lắm. Tức là đau khổ tức là kể về cái thọ khổ, mà sung sướng tức là kể về cái thọ lạc, còn vui thì kể về thọ hỷ, mà buồn là cái thọ ưu, và không vui không buồn hay bình thường đó là kể về thọ sạc. Còn nhận lầm tưởng quẩn là ta, cái chữ tưởng này là khó hiểu nhất. Cái tưởng này không có nghĩa là tưởng thật, mà tưởng này cũng không phải là cái trí nhớ. Quý vị nên nhớ, bởi trí nhớ là nếu mà nói theo cái khía cạnh khác phân tích thì có khi nó là niệm, và có khi nó thuộc về tâm, chứ nó không rõ, bởi cái chúng ta chưa có phân tích được cái chức năng của tưởng ở trong cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là vậy. Do đó mà chúng ta học trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật dạy chúng ta là có nhãn sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, hay khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Thì cái tưởng nó như thế nào? Cái tưởng á, cái chữ Pali gọi là sanya. Cái chữ nha là biết, chữ sanh là đồng. Và đồng nhau. Tôi biết đồng nhau, cái trước biết vậy, cái sau biết vậy. Trước là cũng biết là anh A chị B, sau cũng biết anh A chị B. Thì nếu giải như thế đó người ta không hiểu. Nhưng mà khi mà cái từ này nó dịch ra cái tiếng Việt á, ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự gọi là để lại nhớ và nhớ lại. Làm sao? Để lại nhớ là khi mà chúng ta thấy một người nào đó, giống như đây là anh A, đây là chữ B, thì sau này á, chúng ta gặp người đó thì biết đây là anh A, đây là chữ B. Đó là chúng ta nhớ, đó là để lại nhớ. Đúng ra cái chữ này chúng ta hiểu là làm dấu. Bên chúng ta làm dấu sao chúng ta mới nhận ra. Thành ra chữ sanh nha nó còn có nghĩa nữa là dấu hiệu. Tức là cái dấu hiệu đó thì hiểu theo cái nghĩa là cái chính là làm cái dấu hiệu đó để là nhớ. Và sau này chúng ta nhìn đó thì chúng ta nhớ lại. Đó chức năng của tưởng. Thì như nhớ lại để là nhớ đó cũng là một cách. Nhưng mà theo như là sư đó, nghiệm thấy đó, thì có thể cái từ tiếng Việt mình xài cái từ này rất là hay. Nhận biết. Và cái nhận biết này là nhận biết đơn thuần, nhận biết là của cái chức năng thông thường của cái trạng thái của tâm nó nhận biết, hay của thức nhận biết. Thì do đó chính vì cái nhận biết này đôi khi chúng ta có thể dùng danh từ nhận ra cũng được. Lần đầu tiên chúng ta gọi là nhận biết và lần thứ hai chúng ta gọi là nhận ra, thì cũng giống như gọi là nhớ và để nhớ. Thế nào nhận biết, thế nào nhận ra? Bây giờ đầu tiên chúng ta nghe là nghe giới thiệu đây là sư cô Trí Minh hay là đây là cô Thuấn. Thì giả sử lần đầu tiên chưa biết là sư cô Trí Minh là ai, cô Thuấn là ai, thì sau này thì nhìn ra đây là sư cô Trí Minh, đây là cô Thuấn. Thì cái lần đầu tiên mà chúng ta thấy thì cái tưởng nó làm việc, nhận biết. Thì nên lần sau nói lại thì cũng nhận biết vậy thôi. Nhưng mà nhận biết thì chúng ta muốn cho nó rõ về cái tưởng thì gọi là nhận ra. Thì cái nhận ra nó gần với cái chữ tưởng. Nếu nhận ra thì nghe chúng ta biết rồi mới nhận ra chứ. Chúng ta chưa biết sao nhận ra. Giống như chúng ta phải để làm dấu, để lại nhớ thì chúng ta sau này chúng ta mới nhớ lại. Thì cái đó có thể xài nó gần gũi với cái chữ tưởng này. Rồi đó là nói là cái sắc tưởng. Nên chúng ta nhận ra được cái người này, người kia là thuộc về cái chức năng của sắc tưởng. Mà cái thinh tưởng là sao? Giống như giờ chúng ta nghe tiếng tiếng của Anna, tiếng chị B, thì sau này nói cái tiếng Anna, tiếng chị B là biết rồi. Cũng giống như tiếng của thượng tọa pháp chất, nghe về cái lần sau quý vị nghe là biết đây là tiếng thượng tọa pháp chất, dù gì không thấy mặt đi nữa. Thì đó chức năng của cái thinh tưởng. Chức năng của cái khí tưởng ở đây phải nói là không dịch là hương tưởng, bởi vì hương cái người Việt chúng ta sẽ hiểu hương là chỉ cho hương thơm, trong ai nó hương thúi. Cái mùi thì có thể mùi thơm mùi thúi, nhưng mà xài tiếng Hán rồi thì cái hương thì đối với người Hán ngày xưa người ta có cái thiện hương và xú hương. Thiện hương tức là cái hương tốt, hương thơm, còn cái xú hương từ hương xấu, hương thúi. Nhưng mà người Việt chúng ta không xài đó, thì chúng ta có thể xài cái chữ khí. Khí thì nó bao gồm nghĩa là cái hơi hay là cái mùi, tức là hơi thơm hơi thúi, nó không phân biệt được. Thì chúng ta, sau này Hòa Thượng Tịnh Sự mới sửa lại thành cái chữ sắc, thinh, khí, vị, xúc, đó để cho nó rõ hơn, không xài chữ, cái chữ hương, bởi vì nó chưa diễn tả được nội hàm đó. Thì cái khí tưởng như thế nào? Giống như chúng ta là ngửi cái mùi thơm, giống như mùi thơm của xà bông, mùi thơm của nước hoa, chúng ta biết được đó là mùi thơm. Còn giống như mùi về sắc chết, mùi thúi, mùi sắc chết, mùi chuột chết như thế nào, mùi người chết như thế nào, mùi nhà dơ như thế nào, cái mùi đó chúng ta đánh là sau này chúng ta nghe cái là hai mùi cháy, mùi khét, chúng ta ngửi ra biết mùi cháy, mùi đây mùi nước mắm, mùi này mùi nước tương, đó là cái chức năng của cái khí tưởng.
Rồi vị tưởng là gì? Vị tưởng là khi mà chúng ta nếm chúng ta biết này mặn ngọt chua cay, giống như ta uống rượu nữa, nó sao nó hay uống cà phê nó đắng đắng thì sao ta cũng biết cái đắng đắng đó, chưa uống thì chúng ta chưa có cảm nhận được đó. Khi mà uống chúng ta mới có được cái cảm nhận của vị tưởng đó, và sau này chúng ta nếm người ta biết. Cũng giống như nếm là con mắt chúng ta nhiều khi nó lầm, bởi vì ở bên Mỹ này nó có một loại muối nó giống như đường nhỉ, nó cũng nhuyễn thiệt nhuyễn giống nhau, thì chúng ta nhìn hỏi là đường muối, không thể là chúng ta biết được, phải nếm mới biết được đường muối, chứ không phải bằng cái đó. Thì thật ra cái chức năng mà thấy là chức năng của con mắt, nhưng mà con mắt cái chức năng tưởng nó làm việc đơn thuần thôi, nó không thể thấy được cái chính xác được. À, cái gì thì muốn biết được cái đó mà mặn hay ngọt thì phải nếm trước cái đã. À, nếm cái là biết đó là gọi là cái vị tưởng, đó là chúng ta cảm nhận được cái vị đó, vị ngon vị dở vị nào đó, vị của hủ tiếu hay vị của bò kho hay là vị của nước mắm hay vị của nước tương, vị nào nó có cái chức năng vị đó, vị ngon vị dở chúng ta có thể cảm nhận được, tất cả là vị tưởng. Rồi cái xúc tưởng, xúc tưởng là gì? Tức là cảm nhận đau như thế nào, sướng như thế nào, nóng như thế nào, lạnh như thế nào, cứng như thế nào, mềm như thế nào, đó chúng ta được biết. Giống như giờ chúng ta ngồi trên cái gỗ này chúng ta cảm thấy sao? À, có thể nếu mà chúng ta nhìn theo cái tướng đất á, chúng ta sẽ cảm thấy cứng mềm, và nếu mà nhìn theo cái khía cạnh mà của tướng lửa thì chúng ta thấy nóng lạnh. Rồi nếu mà chúng ta nhìn theo cái đó là đất ha, là lửa, rồi cái vấn đề cái gió, gió thì chúng ta khó lắm có cảm nhận được, hoặc là nước, nước chúng ta cũng khó cảm nhận, chỉ nóng lạnh cứng mềm thì cái đó chúng ta dễ cảm nhận được, đó gọi là xúc tưởng. Còn pháp tưởng tức là cái cảm nhận, cái trạng thái nào mà trong tâm chúng ta cảm nhận được thì cái đó kể là pháp tưởng. Giống như giờ nghĩa là hành giả mà ngồi thiền thì cái cảm nhận nghĩa là ở trong tâm cảm nhận về ánh sáng hay là cảm nhận về về cái trạng thái gì đó thì chúng ta mới có cái pháp tưởng. Bởi giải về cái tưởng này để cho quý vị vậy bắt đầu từ đó mình nghiệm ra mới hiểu về cái tưởng. Nhận lầm tưởng quẩn có bốn, tức là nhận thấy tưởng là quẩn là ta, như là nói tôi nhớ nhà. Hai là nhận thấy ta có tưởng quẩn, như là nói tôi thường nghĩa là tưởng nhớ anh em. Cái ba là nhận thấy tưởng quẩn trong ta, như người tưởng tượng nhân kinh vật mà phát hiện ra hoài hoài. Bốn là nhận thấy ta có tưởng quẩn, như lúc là khuya vắng lặng nghe đờn kèn số thổi, bất nhớ đến quê hương xứ sở, nguồn nguồn không dần được, dường như nó có quyền hơn ta. Còn cái hành quẩn, hành thì chúng ta hiểu theo nghĩa là hành động. Nhưng mà hành này á thì chúng ta hiểu theo cái dễ hiểu hơn là cái gì? Những cái hoạt động hay những cái tác động ở bên trong tâm của chúng ta. Cho tâm ta hành động. Thì chúng ta có thể là trong 52 cái sổ chúng ta từ bỏ thọ tưởng đi. Có thể là xét thấy cái hành này như là xúc nè, hay là tư nè, định nè, bản quyền nè, hay tắc ý nè, hoặc là tâm nè, tứ nè, thắng giải cần hỷ dục, hoặc là sân tật lận hối, hay là tham tà kiến, ngã mạn, hoặc là si vô tàm vô quý trọc cự, vân vân. Và cái tâm nữa là có được đức tin, hay là có được trí nhớ, hay là có được cái trí tuệ, tức là chúng ta dựa theo mà những cái chức năng của cái tâm sở hay sở hữu tâm thì chúng ta nghiệm thấy đó là những cái hoạt động ở trong tâm. Giống như là có thể chúng ta nói tóm tắt, đó là những cái hành động ở trong tâm ta, như là tham sân si hay những hoạt động trong cái tâm chúng ta, hay là không tham không sân không si chẳng hạn, thì đó được kể là hành quẩn. Ở đây thì ngài cho ví dụ là như là nhận thấy hành quẩn là ta, như nói là tôi khôn lắm, tôi ngu quá, tôi khôn lắm thì có thể nói là tôi là người có trí, lấy cái sở tự quyền hay là sở hữu trí là ta. Còn nói tôi ngu lắm thì cũng có thể lấy họ sở hữu si cũng được, hay những cái tâm sở bất thiện cũng được. Hay là nhận thấy ta có hành quẩn, như nói tôi là người có trí là cái sự suy xét, hay là tôi ngu lắm, đó thì cũng có nói vậy. Ba là nhận thấy hành quẩn trong ta, như nói là tâm xấu tâm tốt cũng tại mình. Tâm xấu tâm tốt đây tức là lấy theo cái chức năng của hành quẩn. Chức năng ta là tâm tốt tức là có những cái sở hữu tịnh hảo, còn tâm xấu là những cái sổ bất thiện. Bốn là nhận thấy ta có trong hành quẩn, như nhận thấy ta vô minh trùm che khuất nên tối tâm không thốt đẳng chi cả, đó là nó ta có trong hành quẩn. Thì chúng ta có thể trong tham trong sân trong si, vô tham vô sân vô si vân vân, đó là nói về hành quẩn. Còn về thức quẩn thì cái chữ thức này á, chúng ta nên nhớ cái thức á, là cái biết, nhưng mà vì chữ
Quynh nha ná đó, nó gồm cái chữ quý nó cộng chữ nha ná, hay quý nó cộng chữ cha cũng được, căn gốc của nó vậy. Chữ cha là biết, hay chữ nha là biết, à, nha ná. À, nhưng mà chữ quý này nó có nghĩa là biết rõ, biết riêng biệt và biết đặc biệt. À, riêng biệt sao? Con biết cái biết của con mắt, biết của con tai, biết của mũi, lưỡi, thân, ý, đó cái biết riêng biệt đó. Và cái biết đặc biệt thì bản thân nó chỉ biết đặc biệt có cái cảnh đó thôi, chứ cái khác nó không biết được. Và nó biết rõ về cảnh đó, giống như nhãn thức nó biết được cảnh sắc, nhĩ thức nó biết được cảnh thinh, tỷ thức biết được cảnh khí, thiệt thức biết được cảnh vị, thân thức biết được cảnh xúc, và ý thức nó biết được cảnh thần. Đó là chúng ta xét về cái thức uẩn là ta. Như là chấp là tôi thấy nè, tôi nghe nè, đó là thức uẩn là ta đó. Hay những thấy ta có thức uẩn là tôi có cái ngửi hơi rất là đặc biệt, hay là tôi có cái con mắt tôi rất là tinh, nhìn thấy là biết liền, hay tai tôi rất là thính, vân vân. Đó là ta có thức uẩn. Hay nhận thấy thức uẩn ở trong ta, tức là những sắc thinh nào mà tôi để ý thì tôi mới thấy, tôi mới nghe. Bốn là nhận thấy ta có trong thức uẩn, như là ra vô hát gần mà lớn tiếng thì tai tôi bắt buộc mình nghe hoài không có được. Đó là ta có trong cái thức uẩn. Đó là cách mà của Ngài Hòa Thượng Tịnh Thử Ngài giải sơ sơ cho chúng ta có thể hiểu biết được. Nói đến đây hay giảng đến đây có lẽ quý vị cũng mờ mờ hiểu được thần kiếm. Bây giờ chúng tôi sẽ cho những cái cụ thể về thần kiếm. Thần kiếm gì? Tức là chúng ta thấy có một cái ta, hoặc là bằng sắc, hoặc là bằng danh, tức là tùy theo chúng ta nhận thấy về thân hay là về tâm đó, đúng không? Tức là còn có sắc thân và danh thân, hai cái này gọi lại là thân đủ rồi, hay là tự thân của mình, bao gồm cả sắc và danh. Hay nó rộng thì nói sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta thì hầu như là ai cũng có chụp hình. Ai cũng có chụp hình. Khi mà chụp hình rồi đó, quý vị thấy cầm cái tấm hình lên làm sao? Tìm cái ta trước rồi đó. Chỉ vào tấm hình, đây là ta. Thấy không? Đây là của ta, hai đây là tự ngã của ta, ba cái chấp mà Đức Phật nói. Nếu nó đây là ta đó thì nó thuộc về tham. Còn nó đây là của ta đó, nó thuộc về ngã mạn. Mà nếu đây là tự ngã của ta, hay là linh hồn của ta đó, đó là cái tà kiến. Ba cái cầu văn nó ảnh hưởng cái tham tà kiến ngã mạn. Đức Phật nói. Mà nó đây là ta thì chúng ta thấy rõ ràng. Đây là chỉ tờ giấy thôi, chứ có gì là ta. Mà chúng ta quen rồi, cái thân kiến chúng ta quen rồi, nhìn thấy là chúng ta chỉ liền đây là ta liền. Quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị nên nhớ nè, thân kiến sanh ở nơi nào thì tất cả bất thiện phiền não thâm si nó sẽ sanh xuống đó. Do đó mà bây giờ chúng ta nói đây là ta thì nói trước mắt là một mình thôi, chúng ta coi chúng ta thưởng thức lên. Nếu mà cái hình này nó đẹp thì tham chúng ta sanh lên. Mà nếu cái hình này xấu á thì cái sân sanh lên. Còn giả sử như chúng ta mà giữ cái tâm mà đẹp xấu chúng ta không quan trọng, si đó. Bởi chúng ta chưa thấy phá được cái ngã kiến mà. Chúng ta vẫn còn nghĩa là biết rằng đó là ta thôi. Chẳng qua là ta không giận, không buồn, không thích, không ưa, không ghét thôi. Rồi cũng có tấm hình đó, giả sử như ai mà phê bình thì chúng ta thấy không? Khen cái là chúng ta tham chúng ta cũng sành. Chê cái sân chúng ta sành. Giả sử như cầm cái tờ hình đó, xé đi rồi cái tờ giấy có gì đâu mà thích thơ thú này nọ thì tam bành lục tặc chúng ta cũng theo đó mà sanh lên. Rõ ràng khi mà thân kiến sanh ở nơi nào thì phiền não sanh cho đó. Do đó một cái tấm hình thôi mà chúng ta thấy cái thân kiến chúng ta nằm ở đó, thì từ đó chúng ta mới nghiệm ra cái này là chỉ mới tờ giấy, cái này bên ngoài thôi. Giả sử chúng ta chấp cái thân chúng ta thì còn có lý hơn, bởi này nó thuộc về thân của ta, tự thân của ta. Còn tờ giấy này không phải ta mà chúng ta còn chấp như thế này nè, người người ta xé ra tâm mà lục tặc chúng ta, người ta tử chiến với họ, thì huống chi mà ta đụng tới cái thân của chúng ta là thôi coi rõ ràng chúng ta nghĩa là chưa phá được ngã kiến, chưa phá được ngã kiến này nó làm cho cái sân si chúng ta nó sân sập. Mà cái người tu thì cần phải đoạn trừ cái thân kiến, bởi không đoạn trừ thân kiến thì cái gì, cái ta nó sân sập, cái ngã mạn nó sân sập, cái tà kiến nó sân sập. Thì do đó chúng ta cần phải hiểu chỗ đó là chúng ta nghiệm thì chính đây là cái thân kiến hồi nào vậy ta cũng thấy. Thì sau này nghĩa là bao nhiêu cái thấy, mai là thấy đây, rồi cái nghe cũng vậy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng và cái suy tư cũng vậy. Làm sao chúng ta đoạn được cái thần kiến đó cho bằng được. Rồi bây giờ nó dựa trên cái chỗ đó là chúng ta thấy một cái điểm này. Chúng ta mà thấy á, cái mắt chúng ta thấy á, đây mới chỉ là cảnh sắc thôi.
Mà cảnh sát này chúng ta thấy thường thường á, quen rồi, chúng ta thấy theo cái dạng chế định. Bởi thấy dạng chế định chúng ta mới thấy đây là có ta và có người. Còn nếu chúng ta thấy theo siêu lý phân tích thì chẳng có ta, chẳng có người gì cả. Nó chỉ có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Khi mà tu quán bản thân ta, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành thức. Rồi ta quán ngoại thân ta, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành thức. Thì ta mới có đủ sức, ta phá được cái thân kia. Rồi bây giờ sẵn việc mà nói về sắc thì sư cũng giảng thêm một cái lý này nữa. Sắc mà thường thường ta nhìn thấy người này người kia đó, ta nhìn theo chế định. Mà nhìn theo chế định thì không thể nào phá được cái ngã tưởng, phá được cái khối tưởng, mà phá được cái thân kiến đó. Bởi chúng ta thấy còn có ta, có người. Chúng ta nhìn cái chung hết mà. Cái hình thức trọn vẹn của một con người, chúng ta không nhìn thấy cái bộ phận, cái chi tiết. Do đó Đức Phật trong cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật trước hết thuyết 32 thế trượt, để chúng ta giải phẫu về cái thân chúng ta trước, để thấy không có gì là ta trước rồi đó. Rồi sau đó là bắt đầu mới thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, những cái còn lại Đức Phật mới mới bổ xẻ rộng rãi hơn cho chúng ta thấy. Thì bây giờ cái thấy đó đó thì quý vị nên nhớ. Bây giờ có thể nói một cách này khác. Khi mà chúng ta thấy thì chúng ta làm sao mà thấy được cái bản chất của nó, để thấy được chỉ siêu lý, còn không chúng ta sẽ thấy về chế định. Ở đây có một cái quan niệm chấp lập, giống như nghĩa là của tổ sư mà Long Thọ Na Cát Chu Na, thì chúng ta được nghe vị này sanh sau Đức Phật khoảng 600-700 năm. Vị này có chủ trương là bát bát trung đạo hay là trung quán luận. Vị này vị ấy nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó. Rồi sau này từ cái chỗ đó nó mới có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó sanh khởi lên. Nhưng mà tại sao cái vị này nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc? Bởi vì vị này thấy rõ nè, theo cái quan niệm của vị này vị này nói thấy nè, bây giờ mắt chúng ta thấy sắc nè, thấy không? Thì cái sắc đầu tiên là cái sắc vi trần, cái sắc mà nhỏ nhất, bây giờ chúng ta gọi là cái vi trần là cái sắc nhỏ nhất. Vi trần là gì? Vi là nhỏ, trần là bụi, tức là cái bụi nhỏ. Mà bụi nhỏ này chúng mắt thường chúng ta bình thường thấy là muốn thấy được đó, bây giờ nó bay trong không gian là chúng ta không thấy, mà thấy được thì nó phải nó có xuyên qua ánh sáng thì chúng ta mới thấy cái bụi đó. Rồi bụi đó đó ông nói là trẻ là 66 lần, trẻ như trẻ 16 lần. Rồi xong rồi trẻ thêm 16, cái đó trẻ 16 lần đó, nó được gọi là, cái đó gọi là gì? Cái vi trần thì trẻ 16 lần nó gọi là cực vi, tức là nó nhỏ tới cái tột cùng. Rồi cực vi trẻ 16 lần nó gọi là lân vi. Thì lân vi này đó, trẻ 16 lần nó gọi là lân hư. Lân hư trẻ 16 lần nữa, trẻ rí cuối cùng thì sắc này tức là không. Tận cùng sắc mà, trẻ nát hết trơn thì nó là không thôi. Thì do đó ổng mới lý lực, vì ấy mới lý lực là không phải sắc này nha, nó đốt cháy tiêu hóa nó mới trở thành không, mà bản chất nó là không. Thì tại sao nó không vậy, tại sao đây có sắc đây không? Do nghiệp duyên chúng sanh chiêu cảm mà chúng ta nhận thấy theo cái thường thức thì chúng ta mới cho rằng đây là sắc, đây là không. Thì cái lý ổng, lý của vị đó bây giờ rất phù hợp không? Phù hợp bây giờ người ta lý luận sao? Vật chất tức là năng lượng, năng lượng tức là vật chất, đó giống như năng lượng của đèn của trái này, nó là một hình thức của vật chất. Thì từ cái năng lượng đó nó mới chuyển hóa thành vật chất, và cái vật chất nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Thì trong cái thế giới này nó không có gì mất đi, mà nó chỉ đổi thành cái hình thức này nó sang cái hình thức khác. Thì do đó cái đây là cũng là lý luận này, nếu nói theo bây giờ cũng là phát minh rồi đó, rất là đặc biệt. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng mà cái sắc này nhìn á, theo Phật giáo cũng gọi là cái chế định, bởi cái này con mắt nhìn thấy và cái thiệt cảm nhận theo cái con hướng đó. Nhưng mà cái sắc của Phật giáo, đất nước lửa gió xanh đỏ hành trắng, chẳng hạn như về sắc này sắc gì, con mắt mình chỉ thấy cảnh sắc thôi. Do đó mình không thể nào thấy đất được, thấy nước được, thấy lửa được, thấy gió được. Nhưng mà bây giờ ta nói tôi thấy nước, tức là thấy sông gọi là nước, thấy không? Rồi thấy lửa, tôi đã thấy lửa cháy là gọi là lửa, gió thổi là gọi là gió. Thì còn ngoài ra đây gọi là đất, đất có nước có lửa có... Nhưng mà thấy cái này nó thấy về cái chế định, nó thấy về cái tướng của tứ đại, chưa phải thấy tánh của tứ đại. Tánh của tứ đại, tướng của đại là hình thức nó thôi, còn cái tánh nó là như thế nào, tánh là bản chất của nó, bản chất thật của nó. Đất thì nó có cái bản chất nó là cứng hoặc là mềm, nó thuộc đất. Do đó mà đó là gọi là đất. Đây tại sao vậy, bây giờ chúng ta rờ cái này chúng ta thấy cứng này,
để chúng ta tiếp xúc được cái tiếng cứng, tiếng cứng là tiếng đất. Nhưng mà cái niệm này nó mềm, ra đây tiếng mềm. À, do đó chúng ta phải hiểu đất nhiều thì nó cứng, mà đất ít thì nó mềm. Còn nghĩa là đất đó còn lửa, đất nước thì sao? Nước thì nó cái chức năng của nó là chảy ra và quấn lại. Nếu ít đó, thì nó quấn lại, mà nếu nhiều thì nó chảy ra. Thì chúng ta cho ví dụ cũng giống như cục bột, bột nó khô queo à, nhưng mà chúng ta nhiễu nước ít đó, thì cục bột nó quấn lại vậy. Nhưng mà nước càng nhiều nhiều thì nó chảy ra, nó lỏng 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 lỏng. Thì do đó mà chúng ta thấy dòng sông nó có đá nước nữa, cái đó là nó gọi là nước. Còn lửa là gì? Lửa nó có hai trạng thái nóng lạnh. Khi mà chúng ta rờ cái này coi, nếu rờ thấy á, lửa ít á, thì nó lạnh, mà lửa nhiều thì nó nóng. Hai tướng nóng lạnh. Còn cái gió đó, cái tướng nó là nó động hoặc nó căng, nó làm căng ra. Đó là bốn cái đó là mới gọi là cái thực tướng của đất, của nước, của lửa, của gió. Đó là cái tánh của nó. Còn cái tướng đó chúng ta thấy, thành ra cái tướng đó chúng ta nhiều khi bị nhận lầm. Bởi khi mà chúng ta rờ cái này á, cái cứng mềm là chúng ta đang tiếp xúc về cái tướng đất. Nhưng mà chúng ta thấy nó nóng lạnh là không phải sắt nữa, mà nó là cái tướng tướng lửa rồi. Còn tướng gió nó là không thấy, hoặc là tướng nước chúng ta không thấy. Nước nó nằm đâu đây? Thì cái nước, nếu mà nó không có nước thì cái này nó thành bụi rồi. Thì chất nước đó nó là nước, nó dùng cái chảy ra quấn lại, hay nó đặc tính là nó liên kết đó, do đó trong này nó có nước. Ít nước quá thì nó khô, nó không ẩm. Còn gió đâu đây, trong đây? Bởi vì trong tứ đại thì mỗi cái đại nó có liên hệ ba cái nhau, thì do đó tứ đại này nó liên kết nhau, nó không thể phân chia được. Nhưng mà khi tu quán phải thấy được cái cảnh đó, thì bắt đầu đây là cái chất gì, cái chất động này nè. Có nói cách khác, bây giờ người ta học nguyên tử thì ta có thể biết được luôn luôn lúc nào điện tử nó cũng vận động, mà chính vận động nó mà đi thoái hóa. Đó là đây chúng ta thấy nhìn đất nó không phải đất thế nha. Rồi bây giờ cái thứ hai, cái thứ hai là về nước. Nước khi mà chúng ta nhìn, mắt nhìn đó, đây là cảnh sắc trong mặt nước. Bởi đó là cái tướng nước, tức là cái tướng chế định đó, chứ phải chưa phải cái tánh, tức là có pháp siêu ý đó. Chúng ta nước ra, chúng ta rời nó là dỗ nè, thì nước nó bể dính đất ít, thì đương nhiên nó rời nó đất mềm, tức là tiếp xúc mà cái mềm của nó nè, nó có cái cứng chứ nó có chất ngại, nó mềm. Mà rời nước á thì bởi vì cái lửa nó ít thì thành ra nó lạnh, còn nó tung lên thì nó có nóng, nóng hồi nó cũng trở về cái trạng thái lạnh của nó thôi. Rồi đương nhiên nước mà chúng ta thấy động là thấy được tướng gió nó, hoặc là cái nước nó là liên kết với nhau, thì chúng ta đó là mới thấy được cái liên kết. Bởi nó liên kết thì nó không thành cái nước được. Rồi giờ lửa sao? Lửa khi mà chúng ta nhìn cái lửa mà cháy, chúng ta nhìn nó là mới là cảnh sắc thôi, chứ chưa phải nó. Bởi đốt một kia thì nhiều khi nó có thể nhận lầm, thấy không? Thì lửa đó khi mà chúng ta lửa mà cháy, chúng ta lấy cái tay mà chúng ta đập động, chúng ta tiếp xúc được cái tướng đất nó ít đất nên nó mềm. Trong cái vấn đề mà tứ đại hiện ẩn cái mình á, thì trong cái diệu pháp có giải rõ cái chỗ này. Rồi nó mềm nó cứng, nó có cái chỗ mềm cứng. Đó là cái tướng đất nó. Còn lửa thì chúng ta biết rồi, rồi chúng ta nóng rồi, chúng ta biết là cái lửa nhiều nó nóng rồi. Còn cái gió thì đương nhiên nó có gió nó mới khiến cho cái lửa nó đó. Còn nước nằm đâu trong lửa này? Nước nằm đâu? Nếu không có nước, chúng ta là cái trí này, cái trí của siêu lý, trí của tu quán, thì cái nước nó nằm đâu đây? Thì nó có nước, nó có hình thành cái bóng, cái ngọn của lửa. Nó không có nước này rồi cái ngọn lửa này nó rã tan nát hết trơn, nó không được. Chức năng của lửa là liên kết lại. Về gió cũng vậy, gió nếu mà khi thổi chúng ta đó nha, gió thổi mạnh chúng ta sẽ chạm cái tướng cứng mềm của nó. Nhưng mà vì cái gió đó là đất nó ít, nên do đó chúng ta cảm thấy nó mềm, nó tiếp xúc chúng ta. Còn gió mà thổi mạnh thôi rác đó, là đất nó mạnh đó, thổi gần đó, đó là đất. Còn nước đó, lửa đó về thì nó thổi lạnh nóng thì nó gọi tướng lửa. Còn gió thổi thì biết là cái tướng gió cũng là biết rồi. Còn nước đó, nó có nước nó thành cái luồng. Do đó mà nó có một cái câu nói như thế này. Ở trong Phật giáo có lưu truyền một cái câu chuyện, Bần Tăng 30 năm trước chưa đi tu, Bần Tăng thấy sông là sông, núi là núi. Khi Bần Tăng lên núi học đạo với thầy, Bần Tăng thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Mà khi Bần Tăng học đạo rồi Bần Tăng xuống với thế gian, Bần Tăng thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Thì câu đó chúng ta phải hiểu như thế này. Khi mà chưa học đạo thì cái đó là cái nhận thức của phàm nhân, nhận thức theo đời, nhận thức theo chế định, chưa đủ cái nhận thức theo suy. Thì do đó mới thấy được nghĩa là cái đây là sông, đây là núi. Nhưng mà khi lên núi học đạo với thầy á, thì thầy phân tích là đây không phải là núi, đây không phải là sông, đây là đất, nước, lửa, gió ha. Núi đó là đất nó nhiều chẳng hạn, là cái nước lửa nãy giờ theo phân tích vậy.
cũng như thấy thấy nước đó, nó gọi là nước, cho thực ra đất nước là gió, tất cả đều là đất nước là gió, nó hiện ra cái giả tướng của nó. Chính cái giả tướng này khiến cho chúng ta suy nghĩ theo cái cách đó mà nó sanh ra cái kiến chấp, nó sanh ra cái thạc kia. Nhưng mà thấy thì thấy, biết học đạo với thầy thì biết vậy, nhưng mà khi xuống với thế gian thì cũng phải mượn cái ngôn ngữ thế gian phải nói chuyện, chứ không thể nào mượn cái ngôn ngữ trong chùa hay là ngôn ngữ của đạo để nói chuyện. Do đó chẳng hạn như ông mà đi xuống đó, người ta hỏi ông ở đâu đi xuống, chẳng lẽ ông nói tôi trên đất nước lưỡi gió đi xuống, ông phải mượn cái giả tướng đó nói chuyện chứ. À, tôi trên núi tôi đi xuống. Hoặc là ông đi qua sông, ta hỏi thầy đi đâu qua vậy, tôi qua đi bên đất nước gió kia, tôi qua cái đất nước gió bên này. Ta nói ông này lên chùa học riết ông khùng. Thực ra ông nói đúng, nó sự thật, nhưng mà ông phải khùng. Thì cái đó chúng ta có thể cho dụ giống như một nhà khoa học. Khi mà chúng ta ở đời đó thì ai cũng biết là cái này gọi là cái gì? Thấy không? Đây là nước. Ai cũng biết nó là nước hết. Giống như người chưa từng học và chưa từng tu thì gọi là nước. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta đi học, đi vào trường chúng ta học, thì lúc bây giờ thì sao? Thầy giáo dạy hay nhà khoa học dạy, cái này không phải là nước, giả tướng nó thôi. Thật tướng nó là gì? H2O, hai phần hydro, một phần oxy. Rõ ràng vậy. Nó giải cho nó theo cái kiến thức khoa học thì đó là vậy. Mà thấy đây không phải là nước mà nó là H2O. Nhưng mà rồi đó, giả sử như ông giáo sư bắt học nghiên cứu rồi biết nó là cái H2O rồi. Nhưng bây giờ ông ra đời tiếp xúc, ông có thể mà dùng cái đó không? Ông nói cô hàng nước coi, bây giờ tôi khát nước quá. Dân hay là nó cô hàng nước coi. Cô bán cho tôi một cái ly H2O. Thì cô hàng nước có chưa có học cái thật tướng đó mà. Nó nói cho ông này học riết ông khùng. Học riết ông điên, nó bậy nó bạ, cái gì mà H2O tôi đâu biết. Nó nói cái này nè nè nè. Đây là nước thì ông nói nước chứ ông nói H2O. Ông này học riết là khùng là điên. Thì hỏi ai khùng điên? Ông khoa học, ông khoa học đâu phải khùng điên. Nhưng mà vì ông nói không đúng chỗ và cái người này không hiểu biết thì đương nhiên người này đánh giá là khùng điên. Ông muốn truyền cho người ta biết là H2O. Khi nào cái cô đó mà có học mới biết là H2O. Còn không biết ông vẫn giữ là nước thôi. Thì đúng cái nghĩa là của cái vị sư đó nói là 30 năm trước Bần Tăng thấy sông là sông, thấy núi là núi. Cũng giống như là người đời thấy nước là nước vậy. Như Bần Tăng mà lên núi học đạo với thầy thấy đất nước lửa gió là nói theo cái trong Phật giáo. Còn nếu mà nói H2O là nói theo khoa học. Đây chắc nước nè. Đây là nước là H2O nè. Nhưng mà bây giờ đi xuống thế gian thì người thế gian người ta chưa hiểu biết đó thì mượn cái ngôn ngữ đó. Tuy rằng mình nói nghĩa là không đúng cái sự thật, bởi sự thật nó là H2O, sự thật nó là đánh đuôi với gió, nhưng mà cũng phải mượn cái giả tướng, cái sự thật ở đời nó công nhận đó sự thật đó, được gọi là tứ đại, đó gọi là H2O. Thì do đó Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy chúng sanh là vô ngã, thấy chúng sanh chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà giờ Đức Phật nói sắc thọ tưởng hành thức này, giết sắc thọ tưởng hành thức kia rồi đọa xuống cái sắc thọ tưởng hành thức nọ, hay là đọa xuống ở nơi đất nước lửa gió. Thì người ta nói ông này không biết nói gì, ông điên khủng, ông tu điếc vậy. Do đó mà Đức Phật dẫn dắt người ta từ cái chế định để đưa người ta về siêu lý, để dẫn dắt từ từ, nói là chúng sanh này hay con người này làm ác thì chết đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đó toàn là giả tướng hết. Hoặc là làm thiện được sanh lên làm người, hoặc là sanh lên chư thiên. Đó chúng ta mới thấy được cái sâu xa, được cái chỗ mà phải thấy được cái vô ngã. Thì học làm sao cái trí chúng ta giống như vậy mà học, phải thấy được cái vô ngã đó. Thì thấy được vô ngã đó chúng ta mới có cơ hội đoạn trừ, mới phá được cái ngã kiến. Bởi thân kiến nó là một hình thức của ngã kiến, nó chính là cái ngã kiến. Nên ra nếu mà chúng ta không thấy này thì chúng ta mãi mãi thấy có chúng sanh, có con người, có người nam, có người nữ. Thì trong đạo á, trong Phật giáo á, nhiều khi người ta cho cái thí dụ này để chúng ta hiểu thêm. Giống như là cái chất này, chất đất đi. Người ta nắng á, ra cái ly, cái bình, cái tích, cái chậu, cái lu, cái hũ, cái gì đó rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó đó người ta không còn thấy được cái bản chất nó nữa. Tức là cái đất nữa mà ta nói đây là cái ly, đây là chén, đây là cái bình, đây là cái hũ. Đó là ta đi về giả tướng. Mà giả tướng này là đầu mối, đợi nó sanh ra tham, nó sanh ra tà kiến, nó sanh cái ngã mạn. Sanh ra cái khối tưởng, tức là cái ngã tưởng. Cái thân kiến nó từ đó nó sanh lên. Hoặc là người ta cho dụ cũng giống như chất vàng. Vàng người ta làm ra dây chuyền cà ra lắc nhẫn gì đó. Dù có dây chuyền cà ra lắc nhẫn gì, tất cả nó chỉ là bản chất nó là vàng. Chúng ta phải thấy nó là chất vàng,
chúng ta không thấy cái giả tướng đó. Bởi giả tướng nó có rất là nhiều, không thể nào chúng ta thấy hết. Nhưng mà chúng ta cần thấy tất cả gom lại, nó chỉ là chất giả. Thì cũng vậy, Đức Phật tuy là cái con người hay thú hay chư thiên hay là địa ngục hay quỷ gì vân vân, Đức Phật gom hết tất cả là ngũ quẩn. Nên Đức Phật mới thuyết về ngũ quẩn để chúng ta thấy được cái bản chất để nó cấu thành ra chúng sanh dặn dặn vậy. Đó, khi mà nào người nào mà thấy được chỗ này mới có thể cơ hội đoạn trừ được thân kiến. Rồi, bây giờ chính vì chúng ta có thân kiến có ta thì chúng ta quen rồi. À, đi chúng ta cũng nói ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, ta thức, ta nói, ta nín, ta im lặng, ta làm này, ta làm kia. Và có ta thì nên có người làm này, làm kia thì chúng ta dựa vào cái ngã kiến đó rồi. Chúng ta có đủ loại cái ngã luận về cái ngã kiến đó. Và khi có chỗ đó thì chúng ta rơi vào cái hí luận, Đức Phật gọi là cái hí luận bàn lân. Nó không có ta làm gì mà có luận thiết này, luận thiết nọ, vân vân. Tất cả đều là ngã kiến, đó là cái tà kiến thủ hay là ngã luận thủ. Thì do đó mà chúng ta học cái chỗ này, bây giờ chúng ta mới tìm coi gì tu tập mà để đạt đến cái chuyện mà phá cái thân kiến. Phá từ cái gì? Phá từ cái hiểu biết trước, phá từ cái nhận thức trước, rồi bắt đầu phá trên cái con đường tu tập. Thì tu tập thì chúng ta mới thấy cái thân kiến mới sanh ra, thì chúng ta mới đoạn trừ. Chẳng hạn giờ cho thí dụ giống như chúng ta ăn đi. Người thường thường nói là ta ăn, tôi ăn, chị ăn, anh ăn, hay người này ăn, người kia ăn, vân vân. Chứ thực ra không có ai ăn cả, mà chỉ có cái sự ăn duy nhất mà thôi. Thì khi mà học Phật pháp phải tu về cái thiền quán mà dùng cái trí để mà tu tập đó, thì người ta mới xét thấy tại sao vậy. Chẳng hạn nữa, thường thường nó ta ăn thì nó bao gồm những hành động như thế nào? À, chúng ta có thể bao gồm cái hành động là bắt đầu, nghĩa là có trước mặt thì có cái dĩa đồ ăn ha, là chúng ta mới dùng cái tay, dùng cái đũa, dùng cái muỗng gì đó chúng ta gấp cái đồ ăn, gấp đồ ăn chúng ta đưa lên miệng chúng ta ăn, chúng ta cắn, chúng ta nhai, rồi chúng ta nuốt đầy đủ hết trơn. Chúng ta kể rằng tôi ăn hay tôi đã ăn xong, chứ thực ra không có cái tôi nào hết, không có cái ta nào hết, mà chỉ có một chuỗi nghĩa là sanh diệt liên tục không ngừng, tàn là vô ngã. Chẳng hạn như bây giờ ăn, nó ai ăn? Bây giờ trước hết chúng ta nói là cái đôi đũa ăn hay là cái muỗng ăn? Đôi đũa hay cái muỗng nó có nhiệm vụ là nó múc hay nó gấp thôi. Như vậy là mình loại trừ ra không có cái ta, cái này nó cái ta nào ăn, nó chỉ có đôi đũa nó gấp. Vậy thì bây giờ cái ai gì ai còn lại là cái gì ăn? Nếu nói vậy chẳng lẽ cái tay ăn? Cái tay nhiệm vụ nó co vô co ra thôi, cái tay nó không ăn được. Thành ra nó không có cái tôi nào ăn. Vậy chẳng lẽ nó có miệng ăn? Cái miệng nó nhiệm vụ nó ha nga nga, nó ha gì, nó hả ra và nó ngậm lại là cũng có miệng thôi, thì cái miệng không thể nào ăn. Còn nếu cái răng nó ra gì, răng ăn sao? Răng là cái ta ăn, không phải răng có nhiệm vụ nó cắn nhai nó xé. Vậy là cái răng nó không phải ra răng ăn. Vậy là cái lưỡi ăn sao? Cái lưỡi nó cũng ăn, lưỡi nhiệm vụ thuộc vô thuộc ra cảm nhận thôi. Vậy chẳng lẽ cái cổ ăn? Cái cổ nó cũng ăn đó, cổ nó giống như cái chỗ mà để nó thảy vô vậy, giống như cái thùng rác vậy. Thảy vô để làm chi vậy? Chẳng lẽ nó bao tử nó ăn? Thường thường nó ăn rồi no quá đầy bao tử rồi, thì bao tử ăn đó. Bao tử nó là cái chỗ chứa đựng thôi, thì nó là cái gì? Cái này nó gọi là cái nhất tỳ, quý vị nghe nó không? Nó gọi là cái tỳ, tỳ là gì? Tỳ là cái bao tử, thì đây là nhất tỳ. Nên do đó mà thỉnh thoảng chúng ta thấy mấy nhị tỳ á. Tại sao nhị tỳ? Tại vì tỳ cái nghĩa mà người ta xài lấy nhị tỳ là cái nghĩa là cái chỗ chôn xác, chôn con này chôn con nọ đủ lại, chúng ta chôn vô cái chỗ nhất tỳ này hết. Nhưng mà ngoài kia nó chỉ chôn duy nhất chỉ có một cái con người thôi, còn con thú, con rắn, con chó, con heo, con bò, con gì đó mình chôn được, mình đưa nó vô mình chôn trong bụng. Cái nghĩa mà tỳ để chúng ta hiểu thêm cái cho nó vui một chút. Thì do đó mà chúng ta sâu kết lại tất cả hành động này hoàn toàn là cái chuỗi hành động. Cái này nó sanh cái kia diệt, cái này sanh diệt, giống như bây giờ ta gấp này thì nó sanh nha. Rồi bắt đầu chúng ta kéo tay vô cho nó diệt, nó cái thì gấp rồi nó qua, rồi bắt đầu tới cái tay bắt đầu nó diệt, rồi bắt đầu mới tới cái miệng bắt đầu tới cái răng tới cái lưỡi tới cái cổ tới cái bụng. Xuyên qua cái đó chúng ta mới thấy cái sự sanh diệt của các pháp, và thấy được hoàn toàn vô ngã, nó không có cái ta nào ăn trong đấy, nó chỉ có sự ăn mà thôi. Chính vì đó mà trong cái Thanh Tịnh Đạo có một câu nói rất là châm ngôn: không có người hành động mà chỉ có hành động, không có người tạo nghiệp mà chỉ có người tạo nghiệp, không có người thọ quả mà chỉ có sự thọ quả. Là căn cứ cái chỗ này nói lên cái câu đó, tức là phát biểu về cái chánh kiến, tức là phá được cái ngã kiến, phá được cái thân kiến được trong vấn đề này, thì mới có được cái thánh trí đó.
Thì bởi vì cái thân kiến là nó khó, nhưng mà chúng ta đoạn trừ phá được cái thân kiến này rồi thì cái tham sân si nó sẽ không sinh khởi. Và trong như cái bài mấy bài kinh trước đã nói, cái Phật khi mà phá được cái này, chúng ta không có hoài nghi quá khứ có ta hay không, hay vị lai có ta không, hay hiện tại có phải là ta không, là bởi chúng ta phá rồi, hoàn toàn không có gì có ta. Chỉ có các pháp, nghĩa là sinh khởi và hiện hành và bị diệt mà thôi. Thì vậy thì cái sở dĩ mà chúng ta sanh tử luân hồi bởi vì chúng ta chấp vô cái thân ngũ quẩn này đây. Ngũ thụ quẩn khổ, tức là chúng ta chấp vào cái thân ngũ quẩn này thì chúng ta mới sanh tử luân hồi. Và khi nào chúng ta diệt được hay chúng ta bỏ được cái thân ngũ quẩn này, chúng ta mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Còn không thì khi có cái thân ngũ quẩn này rồi thì chúng ta muốn có nữa. À, cái có này có thể nói một cách khác hơn, cái này cái thân chúng ta cũng giống như cái đồ tạm mượn sanh ở thế gian. Mà khi mà chúng ta hiểu biết rồi, khi mà sanh ra đời để chúng ta chịu khổ về thân, chịu khổ về tâm, đúng như Phật thấy, đây là sanh là khổ, là già là khổ, là bệnh là khổ, là chết là khổ, ngũ thu cũng khổ. Tại sao vậy? Thì tại vì chúng ta có cái ái luyến về cái thân này, ái luyến về các cảnh, ái luyến về dục, về hữu, về phi hữu, giống như dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, về chính ái luyến đó. Thì chúng ta nếu giả sử như nói theo thông thường, chúng ta phạm vào ác nghiệp thì chúng ta phải đọa vào những cảnh khổ. Và muốn được hưởng những cái gì sung sướng ở đời thế gian cảnh giới chư thiên thì chúng tạo ra những thiện nghiệp. Đó là do cái ái nó đưa đến cái sự tái sanh, nó tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Nên Phật nói gọi là dục ái, hữu ái, phiều ái, vân vân. Đó là vậy. Thì chúng ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì chúng ta cần phải đoạn trừ thân kiến. Mà đoạn trừ thân kiến được thì chúng ta mới đoạn trừ được vô minh và hữu ái. Cái dục đó chúng ta mới đoạn trừ được. Bởi vì chúng ta không đoạn trừ được cái thân kiến này, chúng ta không phá được cái thân kiến này, cho dù chúng ta tu hành tới đâu, cho dù đắc tứ thiền bát định ngũ thông, cho dù chúng ta là phạm thiên sống lâu đời trên cái cõi trời, nhưng mà rồi chúng ta có thể đi xuống địa ngục, chúng ta sẽ chết mất tan hết tất cả. Tức là nói theo cái cách hồi nãy nói là cái thằng đại sát thủ á, mà chúng ta chưa diệt được nó thì chúng ta còn sống trong nôm nốt, còn sống trong lo sợ và còn sống trong cái cảnh khổ, giống như còn sống trong cảnh khổ sinh tử luân hồi này, nếu mà chúng ta còn nghĩa là chưa có biết được thân kiến mà để đoạn trừ cái thân kiến đó. Thì ngày hôm nay chúng ta học được rồi, mượn một cái thí dụ giống như vậy, cái ăn đi, thì chúng ta mới xét là ta ăn, ta uống, ta ngủ, ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, ta nói, ta cảm giác, ta thưởng, ta cái gì đó, thì chúng ta có phân tích tất cả hành động ta. Giống như trong tỉnh giác mà Đức Phật nói, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì chỉ thấy là đây là có sự đi mà thôi, chứ không có tôi đi mà đứng này, chỉ có sự đứng, hay có sự nằm, có sự ngồi. Khi nào chúng ta thấy mà phá được cái ngã kiến, được cái chỗ đó, đó thì chúng ta mới làm được, đoạn trừ được thân kiến. Tóm lại thì tất cả thân kiến chúng ta mà sanh qua các căn, sanh qua các cảnh, chỗ nào là chúng ta nếu mà tu tập trong thiền quán thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta mới có cơ hội đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si. Bởi vì thân kiến sanh nơi nào thì phiền não tham sân si nó sẽ sanh lên đó, và khổ sầu từ đó sanh lên. Nên trong Pháp Cú Đức Phật có nói cái câu người ta tóm tắt: con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Thì bởi vì nó rõ ràng mình thấy rằng, nếu mà thấy rõ ràng cái thân này mình không có thì cái tấm hình này nó đâu phải là cái ta của ta đâu, mà mai là cái tấm hình chúng ta chấp như thế này, giữ như thế này, rồi sân si như thế này, rồi những cái của ta, giống như con ta, vợ ta, tài sản ta, giống như con tôi tài sản tôi, đó là chưa nói vợ mà chỉ nói con tôi tài sản tôi đó. Nghĩ quấy tức là do là cái tà kiến, cái thân kiến này mới người ngu khổ. Người ngu là gì? Tức là không hiểu chánh pháp, được gọi là người ngu. Chứ không phải người ngu là không hiểu biết. Ở đời mấy ông tiến sĩ, mấy ông đó cũng vẫn kể người ngu khi mà chưa hiểu được tứ lý tứ diệu đấy, mà chưa thấy được cái pháp này, được gọi là người ngu, người dốt. Bởi chừng nào hiểu biết mới được gọi là cái người trí trong bậc cháu, mới được gọi là bậc hiền trí hay là bậc cái thiện trí vậy. Con ta, thân ta còn không có thì được phân tích rõ ràng, thân ngũ quẩn thì làm gì mà có ta nào nằm trong đây. Đây gọi là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành thức. Thì nói một cách khác, khi hành giả mà tu tập thiền quán họ phải phân tích được sắc, thọ, tưởng, thức để chi? Để xả được cái chấp thủ vào trong cái thân này. Và khi xả được cái chấp thủ thân này, tức là đồng nghĩa là đoạn được tham, đoạn được sân, đoạn si, và mới chứng ngộ được Niết Bàn. Mới giải thoát thì thôi, bỏ luôn, không còn thân hộ hữu. Nói theo cái câu giang Đức Phật nói, nghĩa là vệ biết ra rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm ta đã làm, ta không còn trở lại cái thân này nữa, không mang thân hộ hữu nữa. Do đó mà Đức Phật chúng ta khi mà Ngài giáng sanh ra đời để mà làm Bồ Tát kiếp chót á, Ngài có nói một cái câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp, vô hữu hộ thân. Thì câu này muốn nói rằng cái gì? Chúng ta thường thường dịch là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời đất có một mình ta tôn quý, thôi cũng được, cũng tạm tạm đi, mình không đi sâu vào chi tiết.
thử sanh cùng kiếp, tức là thử sanh là cái đời, cái sự sanh ra trong kiếp này là cái kiếp cuối cùng, vô hữu hậu thân, tức là không còn mang thân hữu. Do đó mà chúng ta phải hiểu rằng khi mà ta trở thành Phật rồi hay trở thành bậc A-la-hán rồi thì có nghĩa là không, ta không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là ta không còn mang thân hữu nữa. Đó là niết bàn luôn, chứ không có nghĩa là chúng ta nói là vấn đề niết bàn rồi rồi sau này thị hiện cái chỗ này thị hiện chỗ kia, hoàn toàn cái đó là của các tổ triển khai ra cái ý nghĩa đó, chứ không đúng cái lời Đức Phật dạy. Vô hữu thân. Còn trong cái câu văn mà nếu nó thiên thượng thì hải dương hải độc tôn, cái đó cũng chưa đúng Phật giáo. Ago hamat mi lokasa, chết thô hamat mi lokasa, chết thô hamat mi lokasa. Ai giờ mình thì mà mê cha tí, nát tít đà, nát bu nát phu bồ tí thì hai cái câu xa thì dịch tận đâu. Nhưng mà cái câu trên nó có ba nghĩa là ác gá, ha, và chết thá và chết thá, ba nghĩa. Ác gá là gì? Ác gá là Đức Phật nói là ta là cái người, nghĩa là tối tôn, tối thắng, hay là tối đừng có thế gian, người đứng đầu trên thế gian, ác gá là trên đứng trên đầu hết. Thì đôi khi ác gá thì dịch là đệ nhất. Đó. Ta mà được nhất có thế gian, bởi vì sao? Là Đức Phật nghe là thành Phật là bậc, là Đức Phật là bậc đệ nhất mà. Giống như đất thủ khoa vậy đó. Cái người thứ hai là ta là bậc chết thá. Ở thế gian chết thá là nếu nói theo lý là Đức Phật là người giác ngộ đầu tiên. Giống như một người sanh ra đầu tiên được gọi anh cả, thì chết thá được người dịch là người anh cả. Hai người lớn bậc trưởng thượng. Còn chết thá đó, ta là bậc chết thá ở đời. Chết thá là gì? Chết thá là bậc giàu có. Giàu có nói cách khác hơn Đức Phật được một cái hồng danh là phát qua. Là bậc hữu phần. Hay là bậc có phần hay là bậc giàu có. Giàu có gì? Giàu có được cái tài sản thánh nhân. Do đó người có tài sản nhân người mới chia cho tất cả chúng sinh. Ta là bậc giàu có nhất trên đời bởi người tu tập ba mà quốc nhiều, giống như đào tạo ra được cái tài sản thánh nhân đó, người mới trở thành cái bậc mà có được, nghĩa là tứ thiền bát định ngũ tha thông tứ đạo tứ quả, có được thập lực kia Như Lai, có được tứ vô sở quý, có được những pháp của một vị Phật, vân vân. Mà những người đệ tử giàu không có bằng ngài. Các vị đệ tử thì có thể tứ thiền bát định ngũ thông tứ đạo tứ quả thì tới mức độ này thôi. Do đó cái chữ phát qua nó còn định nghĩa một thêm là cái bậc hữu phần, tức là có cái phần phước phần pháp đó, và ngày chia chúng sanh thì chúng ta dịch là bậc hữu phần. Mà tại sao gọi là hữu phần? Bởi vì nhờ ngày phá quỷ tham, phá quỷ sân, phá quỷ si đó, ngài mới trở thành cái bậc giàu có đó. Do đó một cái nghĩa khác ta định nghĩa Đức Thế Tôn ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, đúng phải là bẻ gãy mà phá quỷ cái bánh xe sinh tử luân hồi, tức là phá quỷ ngài mới được gọi là phá qua. Hai ngày đi đến cái bậc tận cùng của hữu cũng được gọi là phát qua. Đó là định một nghĩa, một cái số phát qua rất là có nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây muốn lấy một cái điểm rất là quan trọng, tức là ngày khi mà chấm dứt sanh tử luân hồi, ngài không có trở lại thế gian này. Và khi mà ngài giác ngộ rồi, ngài thấy được cái pháp vô thường, pháp khổ não, pháp vô ngã, thì mà đem pháp đó ngài dạy lại cho chúng sanh thế gian, dạy lại cho nghĩa là các hàng đệ tử ngài tu tập lên để quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán xét về vô ngã. Có khi ngài dạy về cái ngũ uẩn, có khi ngài dạy về cái thập nhị xứ, vân vân. Thì người nào mà hành theo đúng cái chỗ này nhưng mà ngài đã dạy thì chắc chắn có thể chứng đắc đầu quả giác ngộ. Thì hôm nay chúng ta tu tập cái bước đầu tiên để chúng ta chuẩn bị thành thánh là chúng ta phải thấy được thân kiến là cái gì. Thì hiểu biết được thân kiến thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta học theo cái bài kinh Đức Phật nói về cái chánh tạng thâm sâu quá chúng ta không hiểu, nhưng mà nhờ cái chú giải và nhờ mấy sư mà thuyết giảng thì bây giờ chúng ta cũng có thể có được một cái khái niệm về thân kiến. Hiểu biết thân kiến như thế nào? Thân kiến là cái gì? Tức là thấy có một cái ta nào đó, có một ngã nào đó về thân, hoặc ngã nào về tâm. Thì Đức Phật thuyết phân tích cho chúng ta thấy tất cả là tập phộng. Nó gồm có sắc quẩn, tức là những nhóm sắc, gồm thọ quẩn là những nhóm thọ, tưởng quẩn là nhóm thọ tưởng, và hành quẩn là nhóm hành quẩn, và thức quẩn là nhóm thức. Và phân tích ra thì hoàn toàn không có gì là ta, không có gì của ta. Thì lúc đó dưới cái cặp mắt mà quý Vipassana, cặp mắt của thiền quán, mà chúng ta thấy được cái chỗ này thì chúng ta mới có cơ hội phá được đoạn kiến, và phá được cái thân kiến này chúng ta mới đoạn trừ được cái thân kiến và có thể chứng đắc được quả gì tu đầu hoàng là bậc thánh đầu tiên. Rồi còn những bậc thánh xa thì chúng ta rất là dễ, là chúng ta nghĩa là phải nói khi mà đã đoạn trừ cái đó là khó nhất. Do đó nói về cái lý ấy, giống như bên thiền chỉ, bây giờ tu đắc thiền nào là khó nhất? Không phải đắc cái bắt thiền là khó đâu, cái thiền đầu tiên là đắc cái sơ thiền mới khó. Bởi cái đó chúng ta chưa mường tượng được, mà chưa có đoạn trừ được ngũ năm cái triền cái, là không biết làm sao mà đắc thiền. Một khi nó đắc được rồi thì chúng ta giống như bước được cái đắc thang đầu tiên, thì chúng ta bước đắc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư, giống như đắc lên từng tự sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng như thiền thích, chung thiền, vô sở thiền, phi phi tướng thiền vậy. Thì cái tầng thánh đó đầu tiên là tầng thánh khó nhất để chúng ta tu tập, để chúng ta chứng đắc và chúng ta giác ngộ.
Nếu mà chúng ta chưa chứng đắc được đó thì đừng có mong mà được cái nhất lai tư đại hàm, bất lai an hàm và ưng cúng A-la-hán được. Bởi vì cái làm sao mà chúng ta đoạn trừ được cái thân kiến được, và đoạn trừ thân kiến đầu mối của tất cả cái phiền não sanh tử luân hồi đó, thì đoạn được cái chỗ đó, nó giống như cái rễ cát của một cây, chúng ta chặt đứt cái cây đó thì đương nhiên nghĩa là cái cây đó tuy nó còn sống đi nữa, à, nhưng mà rồi nó cũng khô, nó cũng héo thôi. Nhưng mà chặt không đúng cái cây đó cũng giống như chưa giết được cái thằng sát thủ đó, thì nó âm thầm đó nó sẽ quậy, nó phá, nó sẽ hay trở lại chúng ta. Thì do đó ngày hôm nay thuyết giảng về đề tài nghĩa là cách đoạn trừ thân kiến, để cho tất cả các hành giả thiền sinh, tất cả chư tăng hay tất cả Phật tử, hay là tất cả thiện nam tín nữ, chúng ta thấy được đó và vẫn chúng ta sẽ tu tập theo. Và mong rằng các quý vị hiểu, sau khi hiểu biết được cái thân kiến rồi, và cố gắng ta nghĩa là tập tu về cái cách đoạn trừ thân kiến, và trong tương lai có thể trong đời sống hiện tại này chúng ta có cơ hội là đoạn trừ thân kiến, và thân kiến đoạn trừ được thì hoài nghi với cúng thủ cũng được, thì chúng ta sẽ chứng đắc quả vị thánh quả tu đầu quần đầu tiên trong Phật giáo. Thời pháp đến đây cũng vừa phát lẽ. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin hưởng phước lành đến tất cả chư thiên, như là chư thiên hộ pháp cái trình Đức Thích Tức Đại Thiên Vương và chư thiên người chung quanh đây, trong ngôi thiền viện Qua Lâm này. Xin quý ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước này để được ăn phước lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hộ trì Phật pháp cho được hưng thịnh suốt năm và năm, nhất là tại xứ Việt Nam. Đồng thời cầu xin quý ngài hãy hộ trì cho chư đệ tu tăng, cho quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ luôn luôn được mạnh khỏe an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống, để được tấn quá trong Phật pháp. Và phần phước này xin kính dâng đến chư đệ tu tăng, và xin chia đều phần phước này đến toàn thể quý chư ni, quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Xin hãy thọ lãnh phần phước này để phát sinh nhiều trí tuệ, để thấy rõ như Phật ngôn, tu hành theo lời Phật dạy, ngõ hầu mau chóng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứ ngồi nếu bàn đồng nhau cả thảy ê quan. Sa tu lành đây, con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutana phawena sada sothi phawantu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba thammanu phawena sada sothi phawantu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sankhanu phawena sada sothi phawantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành tay, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp ti tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa, tỳ khiêu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thế.
thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, noãn thai thâm hoa kỳ nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đoá đầy. Cầu cho hưng thánh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thầy chúng con tinh hoa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự pháp thi mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.